Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TT UK and Family Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay mọi người hãy cùng gia đình mình đi xem trang trại bí ngô lớn nhất Vương quốc Anh, xem họ trang trí trang trại bằng bí ngô đẹp như thế nào và hái bí ngô để chuẩn bị ngày lễ Halloween sắp tới mọi người nhé. Chúc mừng ngày mới tốt lành. Đi sợ cái riêng này em. Wow. Đi xa ơi đi. Đi xa. Ok các bạn ạ, thank you so ạ. Đi. William ơi. Dấu tay nhiều chưa này? Wow, bí ngô đẹp thế. Wow, Lisa Leona đẹp thế. Đi con, đi. Đi, đi. Go that way, Lee. Go on. Mommy. Ơi, wow, có bí ngô gì xinh xinh nhỉ? Mommy. Ơi, đi thôi. Đây, đại ca đây. Cháu không đấy rồi.
Let's go. Đi con. Wow, đẹp chưa? Sabi. Bây giờ bảng giá nha mọi người nhá. Bây giờ mọi người hãy cùng gia đình nhà mình đi ra vườn hải bí ngô mọi người nha. Đây rồi, vườn này rồi mọi người. Đây, các quả bí ngô ở đây. Wow, rất nhiều luôn. Sorry. Mẹ không con. Vé vào cửa đây là 1.5 đồng cho một người từ 3 tuổi trở lên mọi người nha. Chỗ này người ta tập trung khá nhiều bí ngô ở đây đó mọi người. Wow, rất là đẹp luôn. Cô ơi, mẹ đâu? Mua quả bí ngô nha. Ôi trời ơi, quý niệm đây rồi. Con mày có ngồi đây à con? Hai cô cháu đi nhanh lên nào. Cẩn thận nha. Cẩn thận con. Be careful. Come here. Hello. Say hello. Hello. How are you? Oh, hey, how are you? Mình sẽ tìm một quả và mua mọi người nha. Mua về làm cháo ngô. Em sẽ mua quả này về nhá. Mua quả này về làm cháo bí ngô nhá. Ok. Đấy, run. Đợt đây sạch có cả run này mọi người. Quả này cũng được. Bé bé xinh xinh cơ. Mẹ chưa? Đi 10 phút nữa về nha. Wow, bé bé xinh xinh thế. Wow, đẹp đấy cô. Cho cháu một quả à? Cho Niu Nam một quả à? Ngồi. Vậy Niu Nam không thích à? Wow.
this weapon fights on me. This one is so fun. Bây giờ nhà mình sẽ đi chọn một quả nữa mọi người nha. Quả nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Có mình cũng không vác được luôn. Mua quả này nhá. Ok. Ok. Lấy em này về nhá. Ok. Let's go. Nhiều nào đi con. Ông quẩy to lắm. Wow, quả em này to nhỉ. Tí ngồi to quá. Đi. Sẽ bí ngô khá đẹp luôn mọi người. Sau khi hái bí ngô ngoài đồng xong, bây giờ mình vào đây để mình tính tiền cho mọi người nha. Hello. Yeah, I have inside there. Get one. Go get passing. Yeah. Nghe tính vòng ăn tiền mọi người nha. Thank you. You look fantastic. There you go, I'll put it in your bag for you. Thank you so much. You're very welcome, thanks for coming. Hello. Nếu mà muốn đi cái này là mất 2 đồng rưỡi một người nha mọi người. Wow, hello. Ơi. Wow, người đẹp thế nhỉ? Wow. Ơi. Wow, Lisa cho em ăn cỏ à? Em bò đây. Sao con, thôi đi về nha.